Em xin chào tất cả anh em nha. Em chào mừng anh em đến với kênh Tim Sắt Đích Thắng nha. Hai em Nhân Thừa lên tiếp cho anh em mình một con Mitsu D. Cái dòng này rất nhiều cô chú khoái luôn nè. Thứ nhất là vì nó nhẹ, thứ hai là nó gọn khô. Máy này nó có một cái khuyết điểm, nó bự bành kia luôn cô chú ơi. Cái này em Nhân Thừa lên bán cho cô chú về cô chú nào. Thứ nhất là mình để đồng để ruộng ha, với thứ hai là mình không có tay nghề hoặc là mình không có cần máy tốt, nói chung là không cần máy tốt mà để đồng bơm nước mà nó chất lượng nó có thì cái này nhờ cô chú mình tham khảo nha. Cái này trước tiên nó là Mitsu D65, Mitsu D65 này là bê tông 70 mấy ly luôn cô chú, 76 hay 78 ly gì em không nhớ chính xác nha, em nhớ là 76 thì phải, D65 76, còn D800 là cái D75 là 82 ly, còn này như 76 hay 78 thì em không chính xác, cô chú nào nhớ thì nhắc em giùm nha. Ngoại hình thì cái boe nó còn cái này được không nè, này nữa em gắn em trả lại cho cô chú mình nha. Cái boe còn cái chốt này thì nữa em tặng cho cô chú mình cái co 42 để mình gắn vô để do đừng cho nước mưa nó vô, là cái boe này bô lửa zin thì còn. Máy này là nguyên bản nha cô chú, chứ không phải là máy mình đã qua sử dụng nha, nhưng vì nó có chỗ này nè, cái chỗ này em bán rẻ cô chú nè, là có nó có cái vết nứt trên cái nắp mà chỗ cái này đường nước đó được, trên cái đường nước, cái đường nước vô nè cô chú nhìn thấy không, cái ống nè nó có cái đường nước nhìn cô chú nếu không có quan trọng thì về cô chú đắp keo vẫn được, keo AB mình cô chú đắp bị này nó nằm phía trên da trên này nè, đó cái lằn nước nè cô chú thấy không, em mày ra sáng nay cô chú mình dễ nhìn nè. Đó cái dòng này là nó xài bạc đạn, hai cái ống nước nó về cô chú chỉ cần lấy cái ống nước lên có ống nước ra là nó hai ống nước này mình khỏi cần làm nắp nước. Cái dòng này nó rất là đơn giản vậy đó, mình nhắn vô đây, mình nhắn vô đây lấy ống 21 mình nhét vô đây cho mình làm ống nước, nước vô nước ra rất là đơn giản luôn, không cần làm nắp nước. Ngoại hình thì cái này em bao ghim cho cô chú toàn tập luôn nè, thì cái máy này cũng nói thật sự với cô chú là không có dấu giếm, máy này em đã bán lâu rồi, bán gần cỡ khoảng 20 ngày trước về thì phát hiện là nó bị nứt cái nắp này, thì em đổi với khách em thu máy này về, nói chung là em thu cái máy này về đó. Thì bên em bán thì bao lốc, nhưng mà gặp cái trường hợp này nứt lốc không tội nghiệp anh này, anh này rất là dễ rồi đổi cái máy khác vậy. Bây giờ em bán rẻ đây cho cô chú để đồng bơm nước nha, chạy rất là ngon, mạnh hơn cái D6 mình. Còn cái tôm khi em bán cho anh về cái tôm bơm nước anh còn giữ đây nè, cái này tôm này trước anh tặng anh nè, nó thu D65 nè, cái này em cũng giữ cho cô chú mình luôn, về cô chú bơm nước em cũng không có lấy lại làm gì đó. Bây giờ để em Nhờ Thừa test hàng cho cô chú mình nha. Cái này xài chạy cực kỳ đã, D6 không bao giờ kịp nữa, về cô chú mua keo AB cô chú lắp vô. Nó kiểu miếng này hả? Cái miếng này nữa mình mở ra cái miếng chụp sơn này đại đi. Rồi em nhờ em test lại cái gì thừa. Hả? Miếng này nó kêu sèn sèn nè. Mình mở ra mình bỏ ra ngoài luôn. Cái dòng này cô chú bơm nước một cái là nó tuyệt vời ông trời luôn. Nó tới 2-3 chỗ luôn coi, cái này ngon ở dưới nè. Tôi nhớ là nó tới 3 con ốc rồi. 4 con. Mở ra, cái dậy nó kêu sèn sèn thấy ghét. Nó có chỗ nó mở. Rồi để anh Thừa lấy vô khóa xả vô bọt một cái rồi em test lại cho cô chú mình con cái ha. Rồi chơi mỗi lết luôn. Dòng này cô chú bơm nước một cái nghe nó đã. Nhìn thấy cái máy đang thui đâu ai biết cái chất lượng nó thôi đâu, nhưng mà cái D6 của mình là chết với nó liền, chạy rất là bền mạnh.
cô chú nhớ nha, giờ cô chú đi lấy keo AB mà cô chú đắp lên để nó nằm ở ngoài. Đó, cái đường nước nó vô nè, đóng nước nè. Là quá ok cái dòng này nó, cô chú nhìn thấy nó bự cái bét gì chứ nó chịu hao dầu rồi, nó lạ lùng vậy. Vậy nãy giờ là không thấy dầu chả luôn. Nói này nó ngộ nhiều thứ lắm. Cái lóc nó giống như là cái mặt răng trước nó bằng nhôm, cái lóc nó bằng gan, bởi cái này nó nhẹ lắm, nó tầm cỡ khoảng nếu mà nó trụ gì chắc đi chắc lắm mấy ký, 4-5 ký vậy. Cứ xài rồi cứ cứ cảm nhận được cái độ xuống đó, nó mạnh như thế nào. Anh lên mẹ nó coi hết nhảy ra nghe tiếng nó đã rồi sao được. Đúng cái tiếng nó là gì đó. Vậy cái ông chào cái miếng dè nó kêu nó sạch sạch sạch. Cái bình thường nó chạy là cô chú nghe cô chú ghiền xíu xỉu luôn á. Làm cái gì đó. Cô chú nhớ là cái coi này ha, bên em tặng đi. Em bên em nhắn cái này vô. Tặng cho cô chú là cái coi chứ không phải cái bô viên nha. Cái bô viên nó mất tiêu rồi. Nó là gì đó. Rồi ok anh em. Rồi giờ em đắt đi rồi. Rồi em cũng xin báo giá cho cô chú mình luôn ha. Cái này em bán cho cô chú là 3 triệu bao ship. Còn cô chú nào tự vận chuyển thì em trừ lại 350 ngàn ha. Còn 2 triệu 650. Cô chú về chỉ cần mua keo lắp AB cô chú dán vô cái này là cô chú xài bình thường. Nếu mà cô chú không có kén về máy để đồng bơm nước ha, chạy ngon hơn D6, bền hơn D6. Đặc biệt là xài bạc đạn luôn, rất là khỏe. Rồi cô chú nào làm được thì hú em nha. Rồi chào tạm biệt cô chú. Rồi cảm ơn em nhiều nữa được.